Ê, ba, kêu một cây. Với mẹ đi. Chào tới các bạn, hôm nay mình qua mình xem mấy anh thợ cây đưa cái máy này xuống thì làm cái gì hết các bạn. Như là đưa vô trong cái kẹp bên cho nó chống các bạn ơi. Đang rút má lan lên. Máy này cũng rất là nặng nha các bạn. Quá trời bự luôn. Con Mitsubishi 6D24. Ê, chung. Nó ngơ cái hộp số nó ra mà. Hả nó lại đi cho mấy về nè. À cái xuống chút xíu. Cái xích lại được rồi. Máy quá trời bởi vì các bạn. Thì bây giờ là bắt đầu di chuyển cái đầu máy này xuống rồi các bạn. Cái đầu máy này mình biết kiểu gì nè. Để xíu nữa mình quay cái clip cận cảnh con máy này, mình quay tổng thể cái máy này cho các bạn xem ha. Bây giờ mình quay công đoạn đưa xuống đi. Bị ngày hôm qua đó là xuống là mình không có qua kịp quay cho các bạn xem. Máy màu đỏ ha. Máy nhìn cũng rất là mới luôn rồi các bạn. Quá trời mới luôn cái máy.
Cái máy này nước sơn này, nước sơn zin của nó luôn ha. Máy nhìn quá đẹp. Cái co bô sạc măng bô trẻ. Trẻ các bạn. Giờ bắt đầu là đưa xuống dưới tiệm dưới đây các bạn, chuẩn bị gắn cho cái vỏ BK composite ha. Tuôn bánh luôn. Cắn cái mổ lết rồi nè. Thì mấy anh em đang gỡ cái bánh chớn rồi các bạn. Cái đó đó ở trên xe người ta xài cái gì ha, còn xuống dưới dưới sông dưới vỏ mình á mình không có xài. Dòm cái máy này, dòm cái máy kia với cái máy này, trời ơi, dòm như là con voi với con mèo vậy. Nó là giống như con cọp với sư tử. Đúng rồi đó. Máy gì đâu, gần 1 tấn, hơn 1 tấn, còn cái máy có 200 mấy chục ký. Con kia đặt cái gumin đều gần gần sao á mới vừa mới xứng.